Hiếu fan blog gửi lời chào thân yêu và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước à. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong cái video hôm nay Thì uh, trong cái video này chúng ta tiếp tục nói về câu chuyện của Diễm My cũng như là gia đình em thưa quý vị Thì trước tiên là chúng ta nói về Diễm My Và chúng ta đưa cho em những cái lời khuyên Và sau đó là chúng ta nói về uh, vợ chồng của ông Thắng Tức là ba mẹ của Diễm My nha quý vị Thì uh, qua bao nhiêu cái video clip mà Hiếu chia sẻ thì được quý vị khán giả thân yêu ủng hộ rất là nhiều và cũng có những cái ý kiến rất là hay cùng với những lời bình luận động viên yêu thương gửi đến Diễm My rất là xúc động thưa quý vị thì qua đó cũng có không ít là ý kiến trái chiều chỉ trích phản đối việc làm của em có người còn chửi rủa cũng như là cho em là đứa con bất hiếu vân vân đó thì thông qua cái video clip này hiếu sẽ tổng hợp lại và cho diễm my lời khuyên đây là lời khuyên chân thành mà hiếu dành tặng cho diễm my thưa quý vị thì cái thứ nhất là diễm my nên nhớ như thế này trong thời điểm hiện tại em phải hết sức là bình tĩnh để xử lý mọi sự việc có liên quan giống như những gì em chia sẻ trên mạng xã hội đó là tố cáo cũng như là vạch trần tội lỗi mà cha mẹ của em đã gây ra với em trong khoảng thời gian mà em ở nhà đó cũng như là những cái việc làm mà ba mẹ em có những cái mưu đồ tính toán để hãm hại thiền am và em đã nghe được cũng như là em đã thu thập được những cái chứng cứ này và em có đủ cơ sở để đứng ra có cái tiếng nói mạnh mẽ vạch trần sự thật và đem sự việc nó ra ánh sáng nó để trả lại cho những người mà bị du khống thưa quý vị đặc biệt là thiền am đó thì qua những gì mà em chia sẻ thì cũng còn có các cơ quan chức năng và những người có liên quan khác thì em cũng đã nói rất là rõ ràng qua hai cái video cũng như là em khai ở trong cái tờ đơn mà em muốn làm cái việc này để em gửi lên các vị lãnh đạo cao nhất của đất nước Việt Nam như là Chủ tịch Thủ tướng để vào cuộc xử lý về cái việc làm của ba em cũng như là những người có liên quan đó để đòi lại cái công bằng và cái nữa là minh quan cũng như là trả lại cái sự tự do cho em đó thì uh, qua những gì mà em chia sẻ thì cái thời điểm hiện tại thì anh cũng khuyên em một điều như thế này em cần phải nhờ đến luật sư để làm cái việc này tại vì có luật sư thì luật sư sẽ hỗ trợ cho em và tư vấn cho em về cái mặt như là pháp lý nè. Để tránh cái trường hợp là em mắc phải những cái ngôn từ mà đụng chạm tới chính quyền đó, khi mà việc cái sự việc mà em đưa ra nó chưa có được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và chưa cho một cái kết luận nào để mà dư luận biết cái sự thật trong cái việc này. Thì qua những cái gì mà Diễm My chia sẻ đó quý vị thì cũng có đã có luật sư đó cũng đã có luật sư là lên tiếng để giúp đỡ em nhưng mà cái điều cần thiết nhất là em phải ra mặt đó em có dám ra mặt để đối chất cũng như là khai toàn bộ sự thật để cho luật sư có đủ cái bằng chứng cũng như là đủ cái yếu tố mà làm nên một cái cáo trạng để mà tố cáo ông thắng này không đó mới là điều quan trọng đó tại vì hiện giờ thì cũng chưa ai biết là diễm my đang ở đâu tung tích của em như thế nào và cuộc sống của em hiện giờ ra sao thì cũng chưa có ai biết hết thưa vị đây cũng là một cái câu hỏi và tất cả mọi người cũng đang đi tìm nó cái câu trả lời này thì cũng rất mong là Diễm My hãy mạnh dạn nếu mà sự thật nó đúng là như vậy cha mình mẹ mình đã có những cái mưu đồ những cái âm mưu mà trong cái thời gian qua là hãm hại em như thế đó nó đưa em vào một cái con đường tuyệt vọng như vậy em đau khổ tục cùng như vậy em mới có cái tiếng nói mạnh mẽ để tố cáo lại họ thì em cần phải vững vàng và tự tin hơn để mà phối hợp với luật sư làm cái việc này nếu mà đúng sự thật là như vậy nha anh nói cho em nghe đó còn cái thứ hai nữa là em phải sống cho thật là tốt và không nên tuyệt vọng và nghĩ quẩn để làm những cái điều mà dại dột em nên nhớ một điều như thế này hiện tại thì ba mẹ em cũng đã lên tiếng là từ mặt em rồi nhưng mà về mặt pháp lý thì chưa có một giấy tờ nào để mà chứng minh là ông bà đã từ mặt em thiệt đó thật sự là ông bà có từ mặt em hay không thì chính miệng ông bà nói ra thôi đó thì qua cái gì mà ba mẹ em nói ra thì không còn xem em là con của họ nữa thì đây là một sự thật rất là đau lòng nó hiếu rất là hiểu được cái điều đó thưa quý vị nó mà diễm my chắc có lẽ là hiện tại thì đau buồn lắm nếu mà chúng ta ở trường hợp của bé thì chúng ta sẽ nhìn nhận cái sự việc này nó 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 sẽ rõ ràng và chính xác hơn đúng không ạ à? nhưng em yên tâm nha anh cũng khuyên em một điều như thế này em không có đơn độc và em cũng không cô đơn bởi vì uh, những người yêu thương em rất là nhiều xung quanh em còn có tất cả những người trong và ngoài nước quý vị khán giả thân yêu lúc nào cũng hộ, ủng hộ cũng như là lên tiếng bên vực em và sẵn sàng giúp đỡ em bất cứ lúc nào nếu mà em cần em lên tiếng thì mọi người sẽ uh, tìm đủ mọi cách để mà ủng hộ cũng như là giúp đỡ em về mọi mặt nó em phải sống cho thật tốt trong cái thời điểm này là cần thiết nhất để chờ đợi kết quả từ cơ quan chức năng khi mà em làm đơn em gửi đi em tố cáo nó những cái việc làm mà cha và mẹ của mình đã đối xử với em như vậy đặc biệt là những cái hành động mà bấy lâu nay chúng ta quan tâm đó là của ông thắng đúng không ạ à? thì tất cả những điều này thì mọi người đều tin tưởng vào em nó anh cũng đặt niềm tin vào em đó tin đây là những cái sự thật mà em đã nói ra trên hai cái video clip vừa rồi đó đã là sự thật thì không có gì là phải sợ đúng không quý vị thì hiếu nghĩ thì trước sau thì diễm my cũng phải đối diện với cái sự thật này thôi thưa quý vị ạ à. đúng không ạ thì nếu mà à, cái việc làm của ông thắng mà sai như diễm my nói thì hiếu rất mong là cái sự việc này đưa ra ánh sáng càng sớm càng tốt thưa quý vị chứ để mà Diễm My trốn chui trốn nhủi như thế này thì rất là tội cho em. Hiện tại thì Diễm My không có phạm pháp gì với pháp luật, chỉ là em sợ cha mẹ em biết em ở chỗ nào để bắt em về thôi. Chúng ta nên nhớ một điều này là Diễm My vẫn có quyền của con người vẫn sống ở trong cái pháp luật thưa quý vị. Em là một cái công dân đang thực hiện một cái nhiệm vụ rất là tốt nếu mà đúng như những gì em chia sẻ thì em dám đứng ra để mà vạch trần một cái con người một cái việc làm rất là tội lỗi đó thì đây là một cái hành động mà hiếu cho là rất là tuyệt vời thưa quý vị còn đối với anh thắng và chị mai ba mẹ của diễm my lúc nào cũng luôn miệng là nói là thương con hết mình thương diễm my hết mực đó hùm dữ không ăn thịt con chính miệng hai ông bà đã nói như vậy nhưng mà cuối cùng thì sao, hai ông bà cũng từ mặt Diễm My. Đó, và cũng đã lên trên mạng xã hội để tố cáo việc làm của con mình đối với mình là hoàn toàn sai sự thật. Đó, và còn kêu gọi là cơ quan chức năng vào cuộc để mà xử lý Diễm My nó về những cái hành động mà em đã làm đối với ông. Đó thì quý vị thấy là hùm dữ có ăn thịt con không ạ? À? Ăn tuốt luôn chứ không ăn gì đúng không quý vị? Đó thì mình nói theo cái nghĩa bóng nha thì như quý vị cũng đã biết theo những gì mà diễm my chia sẻ thì ông thắng cũng là rất là nhiều lần nó lén lút vào phòng em nhìn trộm em về những cái đời tư cá nhân của em thì đây cũng là một cái việc làm mà hiếu cho rằng là ông rất là nhiều lần muốn ăn thịt diễm my thưa quý vị mà không biết là có ăn thịt hay chưa thì chúng ta cũng chưa có rõ cái việc này thì cũng phải chờ cái thời gian đó khi mà có cuộc điều tra từ cơ quan ban ngành thì chúng ta mới biết được là cái sự việc nó có rõ hay không thì chúng ta cũng không nên là áp đặt cái trường hợp này là cho nó là, là sự thật hoàn toàn chúng ta còn phải đặt cái câu hỏi và đưa ra một cái nghi vấn sớm muộn gì thì Hiếu cũng tin cái sự thật thì nói vẫn là sự thật thưa vị và mọi việc sẽ được phanh phui ở trong cái tương lai mà thôi đó thì như quý vị cũng đã biết cái câu là có tịch thì gục gịch đúng không ạ nếu mà ông không có tội thì ông không có cớ gì mà ông lên trên mạng xã hội ông biện luận ông phản biện lại đó. nếu mà ông không có tội thì ông nên làm thinh và ông đi đến một cái cơ quan ban ngành nào đó có thẩm quyền để ông tố cáo diễm my là cho rằng là em nói những cái gì ở trên mạng xã hội tố cáo ông đều là hoàn toàn sai trái với pháp luật sai trái với sự thật thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và điều tra cái việc này đối với bé diễm my đúng không ạ à? còn đằng này ông nhờ những cái kênh youtube những cái anh em mà không yêu thích về bé cũng như là ghen ghét về thiền nam để làm cái việc này cho ông thì tôi thấy đây nó giống như là một cái kịch bản hơn đúng không quý vị thì trong cái câu chuyện này còn nhiều điều thú vị ở phía trước nữa thưa quý vị cho nên là chúng ta không thể nào mà nói hết cũng như là phân tích hết trong một ngày một bữa cho nên là mỗi ngày là hiếu chỉ lên đây dành ít phút để cùng với quý vị khán giả chúng ta cùng nhìn nhận cái sự việc này cũng như là đưa ra những cái ý kiến cũng như là góp ý đối với bé diễm my cũng như là phản biện và chỉ trích lại những cái việc làm của ông thắng và những người có liên quan. Video đến đây cũng đã dài, cho Hiếu xin được kết thúc và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả thân yêu trong và ngoài nước trong cái video tiếp theo chúng ta ta sẽ tiếp tục nói về cái câu chuyện của Diễm My cũng như là nói về câu chuyện của Thiền Am thưa quý vị thì cũng rất mong là quý vị khán giả thân yêu trong và ngoài nước hãy luôn đồng hành và ủng hộ cho Hiếu bằng cách là đăng ký kênh bấm chuông cũng như là like chia sẻ cho mọi người biết đến kênh Hiếu Phan Vlog ngày càng mạnh mẽ hơn nữa à Hiếu rất mong là quý vị khán giả thân yêu trong và ngoài nước hãy sát cánh cùng Hiếu đi tìm sự thật đi đòi lại công bằng lẽ phải và binh vực những cái người thấp cổ bé họng thưa quý vị phản biện lại những cái câu từ mà chỉ trích không đáng có Cuối video Hiếu xin kính chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống ạ à. xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo ạ à.